bé 19 tuổi ra đi để mà loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Con được tên gì của Chúa? Con tên gì? Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Lan, Philomena Phạm Thị Lan. Con ở bên Anh Quốc. Con ở bên Anh Quốc. Rồi, con được ơn gì của Chúa mà từ Anh Quốc con bay về đây để làm chứng cho Chúa? Con được hai ơn, Chúa đợi trở lại cho con của con. Ơn thứ nhất là con của con, bữa đấy con đi, con đang đi xúc mua đồ, thì chân của con thì đang đi như này thì con chân của con nó cứ co lại không đi được. Không đi được thì con bảo làm sao, con bảo con không đi được. Thì con ngồi xuống thì phải một tiếng cũng không được. Rồi con sẽ xe cấp cứu đưa lên bệnh viện, thì bệnh viện có nói là phải chờ chụp. Trong thời gian thì chụp thì chưa được vào chụp, thì con nói là mẹ ơi chân con đi được rồi. Con rất mừng, thì con đọc kênh con tả chúc con đức mẹ. Thì ơn thứ hai cũng là cái đứa con đấy của con. Khi con sinh ra một tháng thì con bị bệnh ngứa và khô da, hết cả người nó cứ ra máu rồi gãi da. Con chạy thuốc ở đâu con cũng chạy nhưng không khói. Con biết làm kinh sốt vào năm 2012, khi lúc cha ở nhà thờ Chí Hòa, cha đi sang Mỹ, thì gia đình con đang mua vé về dự thánh lễ của cha, thì con nghe thấy cha đi sang Mỹ, nhưng con đã bốc vé rồi, con cũng đi. Thì chồng của con nhắn tin cho cha trả lời yên chí cha cầu nguyện cho con. Khi con về, con cũng vào nhà thờ con cầu nguyện, thì lúc đó con biết làm thương xót. Con cầu nguyện ngày đêm và cứ 3 giờ chiều con đọc kinh làm thương xót, và buổi tối con cũng đọc kinh. Thì Chúa đã nhận lời con và chữa đứa con của con bị cái bệnh 11 năm. Thì bây giờ con đã khỏi và trở lại bình thường. À, tên của con hả? À? Tên của con là mấy? Con gái và Vũ Thanh Mai Amy. Con 12 tuổi. Rồi sao chị biết giáo điểm tin mừng con Mai chị đến đây làm chứng mà từ Anh Quốc chị bay về đây? Con biết lòng thương xót của vì khi ông chú ở bên Hòa Lan giới thiệu cho con đĩa thâu đĩa và gửi sang cho con. Ông chú có nói là con đi truyền những băng đĩa này cho người ta nghe. Nhưng mà bên lúc đấy thì bên Anh Quốc chưa có biết làm đứng sót đâu. Con cũng rất là ngại, con sợ lắm. Con cũng không dám đưa. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết hết rồi. Thì họ cũng biết và xem bài giảng của cha hàng ngày. Và con xem bài giảng của cha hàng ngày. Và con nghe đài, mua đài. Con nghe ban tối thì con nghe đài. Ban ngày con đi làm con nghe cái di chúc. Và hàng ngày con phải xem bài thánh, bài lễ của cha. Con rất là vui mừng. Con rất là ước muốn về để làm chứng cho cha. Hallelujah. Đây, chị đi về Anh Quốc. Chị mang cho tôi những món quà đi về Anh Quốc nha. Anh Quốc là những người ta rất là hâm mộ bóng đá. Người ta có thể bỏ hết tất cả vì bóng đá. Ước ao gì mà người ta mê lòng thương xót Chúa hơn là mê bóng đá. Thì như vậy đất nước, thế giới mới được hòa bình thực sự. Móc khóa lòng Chúa thương xót quấn tình trời, tình đất. Nhờ mẹ đến với Chúa tháng 11. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót. Và máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chị đem về bên nước Anh. Chị gửi tặng cho những người chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Đây là sứ vụ của chị. Đi mời những người bên Anh đến dự tiệc lòng thương xót Chúa, như là chị đã được một người ở bên Hà Lan. Chúng ta thấy một vòng vòng ở bên Việt Nam qua bên Hà Lan, Hà Lan chuyển qua anh quay lại về Việt Nam để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Và bây giờ thì còn rồi không còn thời giờ nữa, cho nên là chỉ có